Hồng xăm được chế biến từ nhân sâm 6 năm tuổi, trải qua nhiều lần hấp sấy kỳ công bằng phương pháp cổ truyền Hàn Quốc. Chúng chứa đến 34 loại sovonin cùng các vitamin, khoáng chất giúp cho bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu. Vì thế hồng xăm đã được y học cổ truyền mệnh danh là thượng phẩm bồi bổ. Trong khi đó, linh chi lại được ưu ái với tên gọi thượng phẩm thải độc vì chúng chứa các dược chất rất tốt trong việc hỗ trợ thải độc cơ thể, phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, ổn định huyết áp, đưa các hoạt động cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Cuối cùng là nhung hưu, một dược liệu đại bổ rất tốt cho sức khỏe cả nam và nữ giới. Nhung hưu giúp ăn ngon, ngủ sâu giấc, bổ huyết, ổn định tim mạch. Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học y học hiện đại, các nhà sản xuất Hàn Quốc đã kết hợp ba vị thuốc quý này lại với nhau. Từ đó giúp hỗ trợ lẫn nhau, tăng dược chất, dẫn nhanh chúng đến các tế bào, cải thiện nhanh chóng các vấn đề sức khỏe hơn so với sử dụng riêng lẻ từng loại.